chị đến lấy hàng thì em xin khoe lọc ngày hôm nay của em đây. Là ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần nha cả nhà, ngày 3 tháng 10 năm 2020. Thì em được sự quan tâm của tất cả quý khách hàng đã ủng hộ đến vườn mai của chiếc chè bông. Thì hôm nay đơn hàng của em cũng rất là khá là nhiều ha. Một lần nữa em xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ đến vườn mai của chiếc chè bông nha. Và em hứa là trong thời gian tới sẽ cập nhật nhiều giống mai mới lạ. Và cái khâu đóng hàng, thì tụi em sẽ cố gắng đến mức độ tốt nhất để cho cây, các cây mà gửi đến cho quý khách á, thì vẫn còn tươi xanh nha cả nhà. Và tụi em sẽ cố gắng đóng hàng thật là kỹ ha. Bởi vì thật ra thì khi chúng ta mua một cây mai mà đến nơi thì mai nó không có còn như như cái lúc tụi em quay, thì thật sự rất là buồn. Và em cũng rất là cố gắng để giao cho những cây mai đến với cả nhà thì cây mai nó vẫn còn tươi đẹp và cái tỷ lệ nuôi sống là 100% ha. Và đây là cái lọc của chiều ngày hôm nay nha cả nhà. Em rất là cảm ơn quý khách đã ủng hộ đến vườn mai của chiếc chè bông nha. Đơn hàng của em hôm nay cũng khá là nhiều ha. Và em chúc cả nhà cuối tuần có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Đây, đơn hàng của em rất là nhiều nha. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ đến vườn mai của chiếc chè bông ha. Và các cái loại mai ghép thì bên em sẽ đóng cái thùng xốp như thế này ha. Em đóng toàn là thùng xốp, đây là thùng xốp đặc không nha cả nhà, chứ không phải là như thùng xốp thường nha, là em đặt của hàng công ty. Cho nên là cả nhà nhìn cái độ xốp của nó, là cái cây này nè, cái độ xốp này nó rất là dày, chứ không phải là như cái dạng thùng xốp sát mỏng ha. Và tất cả các cái bên thông á thì em đều khoét những cái lỗ thông hơi như thế này nha. Bởi vì mọi người cũng rất là hiểu cho em là khi mà em ship con toàn quốc là cây nó đi đến có thể tới Hà Nội luôn nha, tất cả các tỉnh trong nước luôn. Cho nên là nhiều lúc đi tới các tỉnh xa thì khoảng 5 đến 6 ngày. Cho nên là tụi em cũng rất là cố gắng luôn á. Này, đây nha cả nhà. Thùng là thùng đặc không nha, dạng này là đặc của công ty, chứ không phải là mua thùng kia, bán thùng kia nó mỏng lắm. Cho nên là tụi em cũng không có xài nữa, xài hàng đặc không à. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ đến vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn ạ.